Xin chào buổi sáng cô chú. Hôm nay nhà Huyền tổng vệ sinh cái vườn nữa nè, với anh Hùng đang cắt cỏ. Alo. Mau quá. Cái rau này nhìn giống rau má Việt Nam ghê luôn á cô chú nè. Ha. Nó tựa tựa. Huyền vô Huyền hái dưa leo nha. Hổng rài á là Huyền chôn đầu cá đồ dưới đây nè. Đó Huyền chờ nó tan tan ra xong cái Huyền sẽ rải cải xanh á. Hổng rài Huyền lười lắm. Ở ngoài này á Huyền không có hái dưa leo luôn á tại thấy nó dè đó. Thì hôm nay Huyền hái với lại Huyền làm cái dây này, cái dây đậu. Bỏ luôn á để Huyền trồng cái khác. Hôm nay Alex Huyền bắt đầu đi học lại rồi. Sáng nay anh đi học mình đơn dễ thương á. Dựng lên nè. Quá chừng trái luôn á. Cái này cà chua bi nhỏ nhỏ nhỏ. Mà Huyền sấy sai quá chừng luôn. Cà chua của Huyền cũng chín quá rồi. 3-4 ngày rồi Huyền mới ra nè. Trời ơi, dễ cưng quá cô chú. Đó, Huyền thấy ở đây nè, khoai tây nè, nó lên nè. Cả nhà thấy không? Wow. Quá chừng luôn Wow, cái trà dữ vậy nhỉ? rồi. Đáng lẽ là Huyền bỏ cái dây dưa leo này rồi, nhưng mà em thấy nè anh, bắt đầu nó ra trái lại. Phân của ông hồi sớm rồi nên đủ đưa đây cho em lên đây nè để em mới mới nhớ lên túi đó. Wow, trái nha trời quá đất nè. Này là cà bi nè. Hồi năm rồi Huyền ươm được 3 cây ớt này cô chú. Nhưng mà ở trong đây có sót một cây ớt chuối ha. Đó, ớt này cũng có trái nè. Nhưng mà cây cái tàn nó không được đẹp ha. Đây Dạ. nè. Bây giờ em cắt dưa leo nha. Cái bằng tay luôn đi. Cắt vô làm dưa chua hả ta? Thử coi còn ăn được không? Biết nữa bây giờ chứ từ ngày mình về tới giờ cũng 2 tuần rồi hết. Hái vài trái ăn à. Trời đất ơi. Cầm quay anh. Cũng còn cứng ghê nè. Hái xong cái phần cắt cho nó gọn lại tại thấy ở khúc dưới bắt đầu nó mọc lên lại á. Bỏ vô rổ giùm em. Lá cũng khô rồi. Dạ, đây này bắt đầu nó ra trái nè. Ra trái nữa nè. Đây này ra trái lại, cho nên là em thấy gì em mới giữ nó lại thôi coi. Trời ơi, mấy trái này chắc hư rồi quá à. Còn không? Còn, ở trên này là còn. Ở dưới nữa hả? Đó. Đâu? Đây nè em nè, đây một trái nè ha. Dưới đây trái nè anh. Okay, không thấy. Anh thấy không? Đây nè. Ồ, anh thấy một chùm ở trong đây kìa. Chừng luôn rồi. Không biết còn làm dưa được không nữa. Thử coi, trước sau cũng phải hái thôi. Đây nè. Ồ, nhiều dữ vậy đó hả? Còn ở trong đây có một chục trái nữa nha. Rổ rồi cả nhà. Đáng lẽ mình xiên mình hái mấy hôm trước. Để cái hôm nay mới hái. Chút chắc khỏe nha. Nhổ khoai tây luôn không ta? Nhổ luôn nha chứ. Anh giúp em trái này coi. Dạ. Dưới đây còn 4-5 trái.
Mấy này nó nằm ở dưới đất. Wow, chưa có một rổ luôn rồi này cả nhà. Ừ. Ồ, anh quay dưới đây mới thấy nè. Nó nằm còn nằm ở dưới đất nữa đó. Dạ, nhiều lắm. Đó. Màu vàng hết rồi. Trời ơi. Anh sắp hơn nhiêu ký, hơn chục ký. Wow, hơn nhiều. Trời ơi, gần 20 ạ. Dưa nước không mà nó nặng ghê luôn. Ừ, em lấy cái dao vô em cắt cái này gốc. Chà, thì năm nay nè, cây này cũng bự ghê luôn nè. Ừ. Chút mà anh coi anh lấy mấy cái này luôn hả? Nó cũng ở dưới nè, cả nhà mới thấy nè ha. Đó là một cà này đỏ nè, ăn thử nè cả nhà. Anh nhìn nè, trái nó ra nè. Đó. Ừ. Hường thấy vậy cho nên là Hường dưỡng nó lại. Bây giờ cho nó leo lên đây bóp đi. Ừ. Cà chua hả? Ừ. Ngon không? Đầu nó cũng khô rồi, chút có hái luôn đi em. Hái luôn á, em cho nó gọn rồi để trồng cái mới thử coi. Anh bắt con sâu nè em ơi. Ồ, sâu đẹp vậy mà sợ hả? Đâu có sợ. Không sợ kêu bác. Này cái nhà. Trời ơi, Bella nó cũng vô đây nè em, nó theo em nó vô đi nó phá nè. Bella nè. Bella, đi ra đi. Đi ra. Ồ, bây giờ mình sẽ rinh cái này ra trước rồi cả nhà. Trời ơi. Wow. Nè Bella. Dưa đó. Dưa này con. Ôi, thấy dưa chỉ bỏ chứ chạy ra. Cái gì vậy? Ồ, cỏ nó lên nhanh quá. Cứ tuần mình hớt lần nè. Nó lên nhanh quá trời nhanh nè. Mình mới hớt cái dưới này cả nhà. Đó, cắt mới cắt ở dưới bây giờ. Chút nữa mình sẽ cái cỏ trên làm cho nó đẹp lại nữa nè. Giờ cắt mấy cái lá vàng ha. Dạ, bỏ bớt đi cho nó gọn đi. Wow, đậu năm nay nữa cũng nhiều mà nó khô hết rồi nè. Ông hàng số không ăn là cái gì hết trơn á. Cái này năm tới làm gì có, làm giống rồi. Vô thử coi có trái không? Dạ. Để em mang bao tay vô. Thích quá. Cả nhà coi này, khoai tây này. Đây nè, mấy củ này không nhổ giờ nó lên mọng nó tiếp nữa rồi, nó cái muốn lên trái nữa. Nè. Nè. Trời ơi, nè. Từ từ, em cầm từ từ. Wow, cũng bự ghê luôn. Nè, đúng rồi. Ủa, nó từ cái củ mọc ra nữa hả? Ủa, đáng lẽ để rồi nó còn mọc nữa hả anh? Cái này nó mọc để ra này thì chắc để lại trồng này, tiếp nè. Khoai tây đỏ ha. Khoai tây tím nha. Tím ha. À, củ nó mọc mọc rồi đó ha. Vậy nó già rồi. Mình nhổ gì nó sớm không ta? Nay vậy là dừa chứ sớm đi. Ừ. Bỏ cái củ. Má củ nhỏ nhỏ nấu ăn ngon lắm nha. Một cây được bao nhiêu nè cô chú? Sáu cây này ngộ dữ. À, một cây đó hả? Thiếu gì đó. Ừ. Nói thà. Thiếu ha. Trời ơi, còn một cái đây tiếp. Đó. Ồ, cụ nó bứt nó nằm ở dưới đó. Ừ.
Để con khoai tây đây phải không? Dạ nó đó. Thử coi. Wow. Ủa mấy không nè. Nhiều quá nè. Nhiều. Anh ăn. Ừ. Mình không có đem cái rổ ra, bây giờ mình bỏ đổ vô đây đi. Cái nằm ở đấy. Dưới á, ừ nó nằm ở dưới nhiều quá lắm. Thấy hám quá vậy, lần đầu tiên mình trồng á. Ê, đợt trước cũng có trồng chứ, đợt trước. Ồ, anh thấy nó nằm còn ở dưới cái gì á. Dạ. Không, cái cụ nó rớt ở dưới đó. Ê, nó nằm dưới đất đó. Phải không? Kiếm thử rồi. Nếu không có, nằm tới nó lên rồi. Nè, nè, nè. Ừ. Ê, từ từ. Đó. Em quá. Ừ. Cũng được mấy ký à. Ừ. Ở dưới còn không biết. Tính ra khoai này nó mọc ở trên cạn quá ha. Ở dưới sâu không có hả? Hả? Ê. Ủa, cái cây này nhiều dữ. Nè. Wow, nhiều à. Ừ. Ủa, nhỏ nhỏ vậy ngon lắm. Ở ngoài này Huyền trồng không có tưới cho nó hứng mưa không á. Tưới ở trong nhà kính nè. Còn bụi nha. Đây này anh. Ừ. Wow. Ồ, đáng lẽ mấy cái này là để nó mọc nữa nè. Lớn lên đó. Ôi. Ôi đấy nè. Như vậy. Nặng lắm. Wow, có được 4-5 kg không? Được. Nặng lắm, anh cầm thử cho anh biết rồi nè. Ừ, cũng được 3 kg không? Đó là cái gì vậy? Cái này là mấy cái hành đó, mình hái ở ngoài biển đem về mình trồng nè. Nhưng mà hôm nay nó chen mấy cái cây chua vô, nó mọc quá chừng luôn. Này đá chua. Cũng được bao nhiêu khoai tây nè cô chú, ở trỏng còn mớ nữa. Cũng 2-3 kg á nha. Dừa quá trời ạ. Dừa sai nè. Thấy nhiêu này đó hả? Dạ. Được nhiêu á. Đây có hành nè. Giờ Huyền sẽ lấy mấy cái hạt đậu là để mai mốt mình trồng. Đây nha. Cái đậu này á, lúc mà nó còn tươi á, ăn cũng ngon lắm, nhạt ngọt á. Hồi năm rồi Huyền cũng để lại nhiều lắm. Cái này là Huyền trồng là mấy cái hộp hồi năm rồi á. Làm này giống tấm cám. Vậy mới được thái tử nè. Hồi nhỏ làm khổ vậy, bây giờ lớn mới được thái tử nè, thấy không? Thái tử. Quen được thái tử. Ôi nè. Vậy mà nó không sợ sâu. Tấn sâu trong đây này, vậy mà nó không sợ. Hồi nãy nó đeo quần em á, thà là để cho em tự nhiên em gặp nó thì em không sợ. Sao mình thấy sâu nó đẹp mà cũng có nhiều người sợ hay ngộ hả? Em bệnh nó ngứa. Đâu trời. Đâu đó. Trời này Bella.
Đó nè. Đây bây giờ Huyền sẽ lựa ra vài loại Huyền trồng nha. Ở trỏng Huyền còn một hộp hạt giống gì nữa. Nhưng mà để coi coi. Bây giờ thì chắc Huyền sẽ trồng cải xanh đó. Mùa này trồng cải xanh nè. Salad nữa nè. Rải đại nên nó lên nào nó lên cả nhà. Đây salad nữa ha. Hai ba cái salad nè. Mấy cái này của Huyền nè, mỗi cái còn chút chút á. Huyền sẽ rải nó hết nha. Rải đại đi, nó lên nào nó lên. Tụi Huyền tranh thủ dọn vườn hôm nay nè, chứ tuần tới thì thấy thời tiết báo mưa rồi, tụi Huyền sẽ làm không có được nữa cả nhà. Ở đây thì Huyền sẽ rải hột salad nè. Còn ở trong nhà kính á, thì Huyền sẽ rải hột cải ngồng, thử coi coi nó có lên được không á. Mùa này thì mình trồng những cái loại rau khác thì không có kịp. Bên Huyền thì chuẩn bị vào thu rồi, cho nên là không có trồng rau cải gì được nữa hết á. Đó, dưa leo này thì vô chắc Huyền móc ruột ra ha. Xong rồi sẽ làm món dưa hay món gì thử coi có được không. Thấy nó già quá rồi. Đây hạt giống nè, còn đây là khoai tây. Bây giờ thì Huyền vô Huyền làm đồ ăn. Để chút cho Alex đi học về Alex ăn ha. Với làm cái này luôn nè. Hôm nay Huyền sẽ ướp thịt chút về chiên cho Alex ăn nè. Alex Huyền á mấy ngày nay ăn cá ảnh ngán rồi. Nhà Huyền á là mấy ngày nay sáng cá, trưa cá, chiều cá. Cá không à. Alex tụi Huyền á thì chưa có ngán gì, nhưng mà Alex Huyền á thì tội nghiệp lắm, ảnh nói là mẹ Alex thèm ăn cơm sườn. Đó cho nên là hôm nay Huyền lấy cái dĩa đó ra cái xong Huyền ướp luôn. Mớ dưa leo này của Huyền, Huyền định muối chua của chú. Hay là làm dưa mắm gì á. Chứ bây giờ nó già quá rồi Huyền cũng không biết làm gì ăn luôn á. Có cô nói là dùng thịt ha. Thì Huyền để vài trái rồi, vài bữa cái Huyền dùng thịt Huyền hầm thử coi. Nó bằng lên. Cái hột nó bây giờ nó chua lắm cô chú. Nó già rồi á. Huyền chừa 4 cái trái bự này lại để Huyền hầm thử nha. Còn cái này nè, cô chú còn một nồi luôn á. Thì một ít Huyền sắt ha, còn một ít Huyền để miếng để làm dưa mắm. Còn cái này giống như Huyền làm kim chi vậy đó. Thử coi được không. Bây giờ Huyền sẽ cho muối vô ha, để cho nó ra nước á. Cả nhà coi ruột nè. Nó không có hộp cô chú, hộp nó lép xẹp mà. Đó xong rồi Huyền lấy ra nè, cái trong ruột nó quá nước luôn. Ở đây Huyền có hũ muối cục nè, mình sẽ cho nó vô. Nó nặng, nặng kinh khủng luôn. Huyền xóc cho nó lên đều hết rồi. Rồi nó nặng. Bây giờ thì chắc cái này Huyền để qua đêm á, để cho nó ra nước nha. Huyền dắt Huyền làm thử coi. Quá nhiều luôn.
Thịt Huyền chiên rồi nè. Còn cái này là đậu hôm qua tụi Huyền đi nông trại tụi Huyền mua đó. Rồi cái đậu nó ngon dễ sợ cái nha. Huyền không có lặt gì cho ngăn để về rửa ha. Huyền xào nãy giờ mà ăn nó còn giòn đơm rớt luôn nè. Ngon lắm. Nghe không thấy gì không? Ngọt ngay không đậu luôn. Mời cả nhà ăn cơm nha. Trời hôm nay đậu này ngon quá. Huyền nói là để chừng nào hết Huyền kêu anh Hùng xuống đó mua nữa. Bắp thì nó mắc nha. Bắp ở trên Huyền bán có 35 đồng ký mà ở dưới bán 45. Vài bữa tụi Huyền sẽ xuống mua đậu nữa nha. Đậu quá ngon nè. Mời cả nhà ăn cơm. Ê, cái đậu Huyền hái ở trong vườn đây. Hồi nãy Huyền xào chút xíu ăn ha còn nè. Thiệt Huyền thấy có chị hỏi đậu này ngon không á. Thì Huyền thấy ngon nha. Rồi năm sau Huyền sẽ trồng cái đậu này đó. Huyền thấy trồng nó sát đất, nó không có leo ấy, nhưng mà nó nhiều trái, nó dễ hái nữa. Huyền thấy trồng còn thích hơn là mấy cái đậu que mà leo nữa nghe cả nhà. Đó thì đậu này ngon nè, Huyền thích nè. Nó giòn mà nó ngọt nữa. Cũng có thể là do mình mới hái hay sao mà Huyền ăn Huyền thấy nó ngọt ngay cọng đậu à. Ngon lắm. Thì cái này Huyền sẽ bỏ tủ lạnh ha. Để mai mốt thì mình ăn tiếp. Cái này á, mình sắc nhỏ 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 nhuyễn nhuyễn ra cả nhà. Mình chiên với lại trứng cũng ngon nữa. Bắp cũng ngon luôn nha. Bắp nó ngọt mà nó hơi dẻo thôi chứ không phải như là bắp nếp của mình. Nhưng mà cũng ngon, ngon lắm. Ok, thì còn bà này thì đeo theo quà đây. Thì hôm nay chia sẻ với cô chú một chút xíu vậy về gia đình nhỏ ha. Còn bây giờ thì Huyền tạm biệt cả nhà tại đây. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.